Chào các bác nhé, nay em có một ít hàng Hiti này giải trí tí cho các bác nghe nhé. Không phải chuyên nghiệp đâu nhưng mà tình cờ thôi. Hàng của Đức với Hungary các kiểu nhé. Đấy, em giải trí các bác đây này. Bác nào thích cái dàn này thì cứ lấy về nhé.